Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh review và các sản phẩm về điện máy. Hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2020. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người dòng TV của Panasonic có ký hiệu là 55GX655V. Sản phẩm model mới nhất của 2020 của TV Panasonic. Dòng 6GX655V sẽ thay thế cho dòng GX650 của 2019. Đây là con 55 inch. Nó sẽ có phân khúc dòng 55. Đây là cái mọi người để cái hình ảnh của nó thì nó chuyển sang hình ảnh màu trắng này, nó sẽ có cái nét, nó cái có những cái lần giật giật như thế này. Lên chớp nhoáng như các hình ảnh khác thì nó sẽ không có bị đó. Đó, nó do cái hình ảnh thôi chứ không phải do cái TV. Dòng TV 55 inch GX650V này được thiết kế cũng khá là tương tự so với dòng 650 của 2019 thôi. Đầu tiên đi về phần tổng quan thiết kế của con này, nó vẫn giữ nguyên thiết kế của năm 2019, đó là tràn viền ba cạnh, hai cạnh phía bên, hai cạnh phía hai bên và một cạnh trên cùng. Thiết kế rất chi là đẹp so với cùng với năm 2019. Thiết kế của phần phía dưới của nó vẫn là một chiếc bo tròn hình kim loại màu bạc ở phía dưới, tạo cái điểm nhấn cho con TV này. Ngoài ra thì chân của nó giữ nguyên cái chân hình chữ V ở hai bên, giúp cho tạo sự chắc chắn cho chiếc TV không có bị rung lắc hay là có bị va đập gì cả. Đó là phần tổng quan ngay bên ngoài, mọi người có thể cảm nhận được con TV này. Ở phần phía sau lưng của nó, đây là phần phía sau lưng của trên chiếc TV này, được nó thiết kế khá chi là mỏng ở phần phía trên. Ở phía dưới thì có lồi ra các cái bộ mạch cũng như là các cái cổng cắm của trên chiếc TV này. Đi kèm với nó thì mình để ý thấy nó có một cổng cắm anten này, hai cổng cắm USB này, ba cổng HDMI, một cổng quang, một cổng mạng. Đó, đầy đủ các cổng cắm cho mọi người. Ở đây có thêm một cổng cắm 3.5 nữa để mọi người kết nối ra loa, có thể kết nối qua cổng 3.5 ở phía trên cùng. Đây có cái cổng 3.5 này. Ngoài ra có cổng quang để mọi người kết nối dây nguồn. Đây là chân được thiết kế phần phía dưới, phía bên cạnh xia sườn rất chi là chắc chắn ở phía dưới này. Đây là phần phía rìa của chiếc TV. Đây là phần viền của chiếc TV này. Năm nay được thiết kế phần viền rất chi là mỏng, mỏng hơn rất nhiều so với năm ngoái. Đó, thiết kế sang trọng hơn. Viền này thì được làm bằng kim loại. Viền con 650 này làm bằng nhựa, chưa đến kim loại. Đây là tem của Bộ Công Thương phát hành trên chiếc GX650. Xuất xứ thì dòng Panasonic sẽ xuất xứ ở Indonesia, có ký hiệu là TX-TH-55GX650V. Công suất tiêu thụ điện của nó là 150W, hiệu suất điện năng của nó là 3.15. Đây là tem của Bộ Công Thương, tem được chuẩn 5 sao Bộ Công Thương. Con này thì tích hợp đầy đủ đầu thu kỹ thuật số DVT2. Ngoài ra thì đây là dòng Smart TV 4K rồi. Mọi người có thể bắt những thước phim trên YouTube hoặc các cái đầu truyền hình cáp, các thứ chuẩn 4K thì đều xem được những độ LED mượt nhất của trên chiếc TV Panasonic này. Đi kèm với nó sẽ là một chiếc điều khiển thông minh như thế này. Trên chiếc điều khiển thông minh này thì có đầy đủ các tính năng như là tìm kiếm giọng nói này, đây này, và có các nút bấm, nút số, các thứ đầy đủ hết. Con này thì có tích hợp Google Assistant cho mọi người. Trong năm 2020 thì tất cả sẽ sử dụng hệ điều hành Android 9.0, không có sử dụng Android 8 nữa. Do đó là tốc độ xử lý nó sẽ mượt hơn và nhanh hơn so với Android 8 rất chi là nhiều. Ngoài ra thì tính năng tìm kiếm giọng nói hay là các cái công nghệ khác nó sẽ vào nhanh hơn cho mọi người. Đi kèm với con này nó sẽ là những cái công nghệ như HDR10+ hay là những cái nâng cao độ tương phản của chiếc TV thì đều có cả. Mọi người xem hình ảnh trên chiếc TV này thì cảm thấy nó LED hơn so với năm 2019 khá là nhiều. Đây là tổng quan thiết kế của nó.
Hiện tại thì con này thì nó đang đây là giao diện chính của Android 9.0 này. Sau khi mọi người cài đặt xong xong trên chiếc TV thì mọi người có ở đây thì mình TV của mình thì chưa có cài đặt đầy đủ. Đây nó bắt vui lòng thêm cái tài khoản Google để tìm kiếm những cái sử dụng các tính năng ưu việt như là tìm kiếm giọng nói các thứ khác. Đây là sơ qua cài xong thì mọi người có đầy đủ các cái ứng dụng như là Lick Film này, Prime Video này, hay là YouTube này. Đó, mọi người có thể vào CS Play để tải thêm các ứng dụng khác về để trải nghiệm. Đây là ứng dụng này, ứng dụng đề xuất này. Đó, mình vào phần cài đặt xem nhé. Đây là cài đặt chính của dòng Android 9.0. Mình chưa hoàn thiện các thứ mà đầu vào này, tên đăng nhập chưa có này, nó chưa sử dụng được tính năng tìm kiếm giọng nói này. Các ứng dụng cài mọi người có thể truy cập vào đây để xem mình cài được ứng dụng gì rồi. Đây đó, có các ứng dụng ở đây. Và phần tùy chọn thiết bị thì mọi người có thể vào để cài đặt ngày giờ, ngôn ngữ này, bàn phím, âm thanh, bộ nhớ các thứ. Về phần giới thiệu TV thì đây có giới thiệu cho mọi người là dòng GX655, số CD này, kiểu máy đây, phiên bản 9.0 này, mới nhất, Android mới nhất là vào tháng 5, ngày 5 tháng 2 năm 2020. Đó, ngày giờ, ngôn ngữ này, âm thanh này, bộ nhớ này. Bộ nhớ của thiết bị này là 4,3GB, khá là nhiều. Dùng trợ lý ảo của Google này, đó, Google Assistant mình phải cài đặt ứng dụng lên mới được. Đó, đây là một số cái phần trong phần cài đặt của nó. Ngoài ra thì mọi người trước khi sử dụng các tính năng tìm kiếm giọng nói thì mọi người phải kết nối TV với các phụ kiện. Đây là nó kết nối Bluetooth, có thể tìm được ra các cái loa mà đang phát Bluetooth quanh đây thì nó sẽ bắt được để phát Bluetooth ra ngoài. Thế là con có hỗ trợ cái lối Bluetooth cho mọi người với các thiết bị loa. Hiện tại thì tại siêu thị đang chưa bật cái loa nào, nó đang không tìm thấy. Đó, mọi người có thể bật cái thiết bị loa ở trong nhà mình để nó tìm ra cho mọi người. Đấy là những cái khác biệt về phần thiết kế cũng như là phần giao diện một chút của Android 9.0 so với Android 8 của mọi người. Nếu mà mọi người có muốn nhu cầu mua sắm thì có thể liên hệ với siêu thị của Ecomark. Giá của con này nó rơi vào 15.990.000, tặng thêm dàn loa của Samsung nữa. Đó, các bạn có thể liên hệ với website của ecomark.vn để mua hàng, đặt hàng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.